Hello các bác ha, chắc cái này ai nhìn rồi cũng biết ha, RC của bạn WTO mà cái nhông mà trong cái cơ 1.10, 1.12 con 124, 018 hay là con 19 đó, với là con 144001 à. Các bạn thường thấy là con 19 cũng dùng được ha, con 18, 144002 cũng được luôn. Đó, cái nhông này là chắc các bạn cũng biết rồi. Đây, nhông kim loại ha, một bộ một set vậy đó. Mình nhập có 10 bộ thôi, có 10 bộ nhông thôi, không có nhiều. Hôm nay về cũng là lát nhát nhiều món lắm. Nói chung là đây con nhông kim loại, bằng kim loại nha quý vị. Đây mình cho các bạn coi ha, nó kim loại bằng nhựa đâu, đây xác định với bạn là kim loại ha. Đây mình có 10, các bạn mua về đổ lại đồ ngon lành rồi ha, không cần phải order chi cho xa rồi. Cảm ơn các bạn đã xem ha, cái này chắc ai cũng làm hết rồi, 144001, 144002 và là 144124019 hay 018 đều dùng được ha, 001 cũng dùng được nha, WTO ha. Con nhông này kích thước gì bao nhiêu mình quên mất tiêu rồi, nhưng mà mình đều thấy là các bạn nhìn là biết rồi. Rồi mình xin phép ha.